Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì để tiếp tục với series mua hàng trên mạng thì mình sẽ khui họp một quyển sách của BTS mang tên là Những Thước Phim Quay Chậm. Thì bộ sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm là một quyển sách và một quyển sổ tay lò xo. Tăng kèm đó là một số hình ảnh và cũng như là bộ sticker hình chibi của nhóm nhạc BTS. Như các bạn đã thấy là sách đóng gói rất là cẩn thận, nó được bao bằng những cái bọc túi khí nhỏ như thế này, nó sẽ chống làm trầy sách của chúng ta tối đa. Ba cuốn gì vậy? Thì sách này thì mình mua trên Shopee và mình có để link ở bên dưới phần mô tả video này, các bạn có thể click vào đó và xem tham khảo để mua nhé. Ở đây thì mình mua luôn hai quyển. Đây là sách BTS Những Thước Phim Quay Chậm của chúng ta. Cái nhỏ nè. Quyển sổ tay nó cũng được kèm ở phía sau luôn. Chưa biết thì nội dung bên trong như thế nào nhưng nhìn cái ảnh bìa thì nhìn rất là phê rồi. Còn đây là hình ảnh mà shop tặng kèm của cho chúng ta. Và đây là hình của Sugar. Vì trong quyển sách này có một cái phần mà có một trang á, là liệt kê tên của tất cả các thành viên nhóm BTS này nhưng lại thiếu tên của Suga, nên cái này có thể nói là tặng để xin lỗi đền bù cho việc thiếu sót đó. Coi. Và đây là món mà có thể nói là các bạn mong đợi nhất, đó là những sticker của nhóm BTS nhưng được vẽ theo một cách chibi, theo mình cực kỳ đẹp, rất là dễ thương và cute. Nhỏ rồi.
Hai cái tích cơ, cái nào đẹp không? Cái này. Cái này với cái này, cái nào đẹp? Dính dư. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Và nếu các bạn nào có muốn mua quyển sách này á, thì mình có để link ở bên dưới phần video mô tả. Các bạn có thể click vào đó và tham khảo để mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.